Sài Gòn, hôm nay Sài Gòn lại đu chụp xa vậy mà rồi chứ. Rồi vậy thầy, thôi thầy chụp máy này đẹp, chụp máy này thầy ít bùn rồi. Thầy ơi, bây giờ mình sẽ dọn khu vườn trước khi dọn này, sẽ san những cái chậu to sang chậu nhỏ và sẽ làm lại khu vườn và sẽ đưa những cái vườn ngoài kia vô.
Thank you.